Rồi, thứ hai đầu tuần mình tháo xe nha anh em. Radio sơn lại. Đó. Rồi, sáng nay xong video sơn phối đen bóng và trắng pha lê. Giờ mình đang ráp nha anh em. Đây, xe nào thì mình cũng có rửa sạch sẽ bên trong hết á, anh em yên tâm. Xin chào anh em, mình vừa sơn xong một chiếc Vario, thì xe này bị chày một số chỗ như sau. Rồi thứ nhất là bị chày ở bên cái ốp sườn bên trái, rồi tiếp theo là cái bửng trái, khu vực này chày rất nặng, rồi khu vực này, đó anh em soi nha anh em. Tiếp theo về trước là chày ngay đây. Và đồng thời là cái bửng bên phải thì chạy ngay đây. Đó, rồi bây giờ mình làm xong hết rồi. Anh em coi giùm mình ha. Xe này thì sơn phối trắng đen, trắng pha lê, đen bóng, cao mây dương, cao mây xanh, ánh xanh dương á anh em. Đó, anh em thấy không? Rồi, thời gian thực hiện là 4 ngày. Bảo hành 1 năm bong chóc. Bông chóc hay là màu trắng thì nó xuống màu hay nó ngã vàng á, là mình làm lại miễn phí. Rồi cảm ơn anh em nha.